chiết dạ này được làm khá là kỹ, cầu kỳ kênh bong, kênh bong ở trên. Những cái lá nho được gọt tỉa, những con sóc này rất sắc nét. Đó, quý vị có thể thấy được, cực kỳ là kênh bong luôn. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 29/9/2019 và chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cùng Tám nhé. Trên màn hình hiện tại là một bộ sập Ngũ Phúc và một đôi vợ bình chúng tôi hoàn thiện cho khách hàng tại Ba Vì, Hà Nội. Vâng. Thì chiếc sập này có kích thước là 1m8 x 2m2, đôi lục bình là đôi lục bình 1m8. Đây là một sản phẩm hàng rất là sát, chiếc sập được lục chạm thì cực kỳ là cầu kỳ thôi. Đây là tổng thể hình ảnh của một sản phẩm. Đi vào chi tiết hơn thì tôi giới thiệu cho quý vị khán giả về đường nét đục chạm của chiếc sập này. Thì đây là mẫu này là được đục và Ngũ Phúc Tùng Lọc. Đây phía chân này là được đục chạm Tùng Lọc đây. Một con chú hiêu cây tùng. Đấy, trên là có rơi ngậm chữ thọ đây, rồi đục rất là đẹp và nét. Đơn giản nhưng mà là cực kỳ là tinh tế luôn. Đi vào phần trung tâm hơn này thì tôi giới thiệu về chiếc dạ. Vì thế chiếc dạ này được làm khá là kỹ, cầu kỳ kênh bong. Đây, kênh bong ở trên. Những cái lá nho được gọt tỉa, hay là những con sóc này rất sắc nét. Đó, quý vị có thể thấy được, cực kỳ là kênh bong luôn. Rồi ra phần giữa này, trung tâm của chiếc sập này là một đôi chim. Đôi chim. Đây là một chú chim. Đây, hai đôi chim đang tình tứ. Đây, những cánh hoa này được làm thì quá là đẹp luôn. Không phải người thợ nào cũng thể đục được những chiếc dạ sập như thế này được. Tôi quay chi tiết cho quý vị xem, quay sát vào chiếc dạ sập cho xem để quý vị thấy. Rất là đẹp. Những bông hoa này cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn bên ngoài thật thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Hàng đục quá là kỹ. Đây quý vị có thể thấy được độ kênh bong của nó đây. Tôi có thể luồn tay ở những cái ngõ ngách này được này. Đấy, bên trên này là một chú rơi đọc chữ thọ. Cầu mong là ý nghĩa tài lộc hạnh phúc cho gia chủ. Đó. Đây là phần trung tâm chiếc sập. Đấy, tôi quay lại quay mặt là sản phẩm này có mặt là mặt hai lá nhé quý vị nhé. Thì tôi quay mặt hai lá để quý vị xem. Đấy, hai lá này gỗ này rất là đẹp. Đây là địa chỉ cơ sở chúng tôi, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Kiêu, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Ngoài ra hai bên này thì là còn là có một đôi lọc bình còn chất liệu gỗ sạc cơ còn vẫn của là một vị khách hàng này. Đôi lọc bình này có kích thước là 1m8, đường kính là 50. Bên này nữa, lọc bình này thì cũng là lên vân khá là đẹp. Hôm trước thì bác đã về bác ký duyệt bộ sản phẩm này rồi. Hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị để cho ngày mai là chúng tôi sẽ vận chuyển đến nhà khách hàng ở tại Ba Vì, Hà Nội nhé. Quý vị có nhu cầu mà mua sắm sở hữu bộ sản phẩm VIP như này thì hãy liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816 nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian và xem video.